Xin chào quý vị, chào các bạn. Tôi là Phạm Hồng Sơn, chủ tịch của ACMen, là chuyên gia tư vấn về tài chính, kế toán và quản trị doanh nghiệp. Hôm nay thì tôi chính thức tiếp nhận cái kênh YouTube này từ người bạn của tôi, đó là anh Nguyễn Viết Hòa. Kể từ khi mà tiếp nhận kênh này thì chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các cái video hữu ích để phục vụ quý vị và các bạn. Cái chủ đề mà chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các video sắp tới đây đó là tư vấn về đầu tư, tư vấn khởi nghiệp, tư vấn về tài chính, kế toán và pháp luật thuế, tư vấn quản trị doanh nghiệp và tư vấn chuyển đổi số doanh nghiệp. Hy vọng rằng các cái nội dung video sắp tới của chúng tôi sẽ mang lại những cái nội dung hữu ích cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được các video sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào các video ở trong kênh của chúng tôi nhé. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.